Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Trương Minh Tuấn bị truy tố về hai tội, vi phạm các luật pháp về quản lý đầu tư công gây kết quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, liên quan dự án Mobifone mua 95% cổ phần Nga. Đối với tội nhận hối lộ, cáo trạng xác định sau khi Mobifone chuyển tiền mua cổ phần cho A, Phạm Nhật Vũ cựu chủ tịch A, đã tới tận phòng làm việc của ông Tuấn để đưa 200.000 đô la Mỹ. Ông Tuấn nhận thức rõ ràng số tiền này có được là do mình tham gia dự án, trực tiếp ký quyết định số 236 phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone. Số tiền nhận từ Phạm Nhật Vũ là tiền bất hợp và Trương Minh Tuấn đã sử dụng chi tiêu cá nhân. Cáo trạng xác định, với bổn phận là Thứ trưởng Bộ Thông tin, ông Trương Minh Tuấn đồng ý với đề xuất và theo chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son đưa giao dịch Mobifone mua cổ phần của A vào danh mục mật nhà nước và ký văn phiên bản gửi Bộ Công an để thống nhất. Ông Trương Minh Tuấn có tham gia chỉ đạo tổ thẩm định, ký một số văn phiên bản liên quan đến dự án. Mặc dù biết thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án là của Thủ tướng Chính phủ nhưng bị can vẫn ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định về rét mua và hiệu quả đầu tư của dự án. Những hành vi này dẫn đến việc Mobifone tổ chức thực hiện dự án, ký các thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với A gây kết quả thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước. Cáo trạng nêu rõ ràng, theo lời khai của ông Trương Minh Tuấn, việc ký quyết định 236 là không đúng nhiệm vụ được phân công, bị can từng không đồng ý ký và đã công bố với Nguyễn Bắc Son nhưng ông Son vẫn chỉ đạo phải ký vì cho rằng ông Tuấn phụ trách lĩnh vực phát thanh truyền hình. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố ông Trương Minh Tuấn về tội vi phạm luật pháp về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây kết quả nghiêm trọng theo luật pháp tại khoản 3 điều 220 Bộ Luật Học sinh 2015, sửa đổi 2017. Đối với tội nhận hối lộ, cựu bộ trưởng này bị truy tố theo luật pháp tại khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017. Theo cáo trạng, số tiền nhận từ Phạm Nhật Vũ là tiền bất hợp pháp, bị can Trương Minh Tuấn đã sử dụng chi tiêu cá nhân. Quá trình điều tra, truy tố, ông Trương Minh Tuấn đã có đơn xin nộp lại hết số tiền nhận từ Phạm Nhật Vũ. Hiện tại, theo cáo trạng, ông Trương Minh Tuấn đã dùng hơn 2,1 tỷ đồng trong tài khoản để dành để trả lại một phần số tiền đã chiếm đoạt. Ngày 16 tháng 10 năm 2019, gia đình bị can Tuấn đã nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra số tiền 2 tỷ đồng để nộp số tiền đã chiếm đoạt. Như vậy, tổng số tiền cựu bộ trưởng và gia đình nộp lại là hơn 4,1 tỷ đồng.